Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và đây là một ngôi nhà khá là quen thuộc, một cái nơi ở của hai mẹ con, đó là bé Oanh, cô bé Băng Khoai 8 tuổi và mẹ của mình. Thì hôm nay thì Bùi Hồ muốn chọn một cái không gian như thế này nè, muốn tạo một cái bất ngờ cho cô bác quý anh chị. Và đây cái bên Bùi Hồ đó là chính là Đạt, mà trước đây gần một tháng thì Đạt có nhận xây cái căn nhà cho bé Oanh, cô bé Băng Khoai 8 tuổi và mẹ của mình. Và để hiểu, để thấy được cái căn nhà đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Và bây giờ anh Nguyễn đi qua đây. Đạt, cái căn nhà này thì xây hảo ngày là bao nhiêu ngày rồi ta? Khởi công bữa mùng 6 tới giờ. Mùng 6 đến giờ. Mùng 6 bữa nay 23 rồi. Ừ, 23. Cũng nửa tháng. Nửa tháng. Nửa tháng tạm thời xa vợ xa con, ăn ngủ nhà trọ bên này cô bác quý anh chị, công việc cho nó xong. Và hiện ngày hôm nay thì cái căn nhà cũng đã hoàn thành 99%, chỉ còn 1% hai mẹ con dọn vô ở nữa thôi. Và thông tin với cô bác quý anh chị là căn nhà của mẹ cô bé Oanh á và mẹ của mình là bề ngang là nhiêu đặt? Ngang 4, chiều dài 7m5. Đó, thì cái căn nhà này thì mình sẽ giới thiệu sơ nha. Thì cái căn nhà này thì Đạt được xây là cuốn nền lên là mấy tấc Đạt? Cái này chắc hai tấc, hơn hai tấc đúng không? Lúc trước thì cái căn nhà nó thấp ở dưới, cô bác quý anh chị, nó thấp ở dưới và mỗi lần mưa thì hai mẹ con phải đổ nước ra ngủ không có được, thì Đạt phải nâng lên cái mặt nền khoảng hai tấc mấy luôn, lót gạch nữa rất là cao đó. Và cái màu ở ngoài này đó thì lăn bê rồi sơn luôn đúng không Đạt? Lăn bê rồi trét bột rồi sơn luôn. Thì cái này nó mưa đồ nó có thấm đồ không, chống thấm không? Không, mưa đồ nó không thấm vô ha. Nó không thấm vô tường. Ừ, nó chống thấm luôn. Mình có mái che mưa. Đúng rồi. Không có tới nữa. Màu một cái màu xanh rất là dễ thương, đó là màu xanh bông phấn. Thì có thể là cô bác quý anh chị qua cái màn ảnh thì cô bác quý anh chị sẽ thấy nó không có thể hiện hết, nhưng mà đây là một cái màu xanh bông phấn rất là đẹp nha cô bác quý anh chị. Ở đây có một cái cửa sổ. Đây là cửa sổ lùa, cửa sổ kiến và kiến lùa cô bác quý anh chị. Cái cửa sổ kiến lùa này á thì Đạt tạo một cái kiểu rất là dễ thương. Ở trong có một cái song sắt. Đó, ở trong có một cái song này là bằng sắt. Và ở trên đó Đạt làm tạo một cái bậc đường chỉ, tạo một cái dáng hình cái mái nhà ha Đạt ha. Đó, giống như là một cái mái nhà nhìn rất là dễ thương. Đó, một cái đường chỉ màu trắng ở dưới này và cửa này cửa lùa rất là dễ thương, nước không bao giờ tràn vô. Và cũng như là trước đó anh Nguyễn thì Đạt xây những cái căn nhà làm như thế này nè, ai cũng khen. Và tí xíu nữa thì sẽ hỏi coi bà con cô bác quý anh chị ở đây thấy cái căn nhà Đạt xây như thế nào. Và trước khi bước vào cái căn nhà thì ở dưới này có một cái đường đi lên và Đạt là đã dán gạch luôn. Đó, dán gạch thì từng bậc như thế này thì nó không có bị trơn á. Đó, rất là đẹp. Và gạch này là do chị Hiền hay chọn hay sao Đạt? Chị Hiền kêu chọn gạch giả gỗ, màu giả gỗ. Đó, theo ý kiến của chị Hiền thì cái nhà này thì cái cửa cũng rất là rộng. Và đây là cái cửa sắt. Cửa sắt này thì cửa mở một cánh đó, đóng lại nè cô bác quý anh chị. Đó. Cái cửa này bề ngang rộng nhiêu Đạt? 1m15. 1m15. Lọt lòng vô số em. Cái nước sơn này là sơn tĩnh điện hết à. Và thành thử là không có bị sét. Cái này sơn bình thường. Sơn bình thường hả? Sơn dầu. Sơn dầu bình thường, nó không bị sét. Cánh cửa này khá là đẹp luôn. Cô bác quý anh chị thấy rất là, ở trên này Đạt nó có mắt chỉ nữa nè. Đó, mắt chỉ viền màu trắng á. Nhưng mà ở ngoài màu trắng nha. Còn ở trong thì trước đây thì bé Oanh nói là thích một cái nhà màu hồng. Thì Đạt sơn một cái căn nhà màu hồng cho cô bác quý anh chị. Vô đây Đạt. Và đây là một cái màu này gọi là màu kem, chứ không phải là màu hồng đúng không? Này hồng phấn. Hồng phấn. Đây là một cái màu hồng phấn. Đạt phải bơi lên sơn rồi cạo đủ tô rồi trét bột rồi xả láng ra, rồi xả láng ra rồi mới lăn sơn đúng không? Đó, nên nó rất là đẹp nhưng cô bác quý anh chị xài sử dụng rất là lâu. Và ở trên kia kìa cô bác quý anh chị thấy trên kia là một cái la phong, ở một cái la phong màu xanh đó. Và đây thì được lắp đặt cái chiều rộng của cái này là như phòng khách nè, 3m ha. 3m là cũng như là 12m2. Gạch thì rất là đẹp, anh Nguyễn quay vô đây đi. Đó, rất là dễ thương. Gạch này là 3 tấc vuông hay là 4 tấc vuông. Ở đây nó có những cái đường chỉ nó rất là sắc sảo luôn.
này mà càng lau thì càng bóng. Ở dưới là, ở dưới này thì Đạt là bắt một cái đường chỉ màu xanh nè, đó, một cái đường chỉ màu xanh lên khoảng chừng một tấc, đó, nhìn nó rất là có duyên ở cái ngôi nhà. Và đây là cái khi mà hai mẹ con á mà có mưa thì sẽ kéo này lại, không mưa thì mở ra cho nó mát. Đó, cánh cửa kéo thì rất là nhẹ luôn, anh Nguyễn có cảm nhận nhẹ nhẹ không? À, rất nhẹ, rất nhẹ. Cái ổ điện đó là, và đây là Đạt luôn, bao luôn là Đạt xây căn nhà nè, đóng la phong, bao đóng la phong là bao đi điện, bao đi nước luôn. Bây giờ cái phần ổ điện đây, điện này là Đạt tự đi luôn nha cô bác quý anh chị. Đây là ổ đèn đó, quay lên kia kìa. À, đây là hệ thống bóng đèn lon mà những cái căn nhà trước đây Đạt quay. Cái bóng đèn như thế này thì cô bác quý anh chị sẽ không có thấy được cái bóng đèn nó, có nghĩa là nhìn ban ngày mình nói ủa bóng đèn để đâu rồi, nhưng mà thật ra là cái bóng đèn ẩn ở trên đó, gọi là bóng đèn lon, hệ thống bóng đèn lon mà làm bằng hệ thống đèn led rất là sáng mà là dễ thay, đúng không Đạt? Ừ. Đạt nói là làm bóng đèn lon, nhưng mà nếu như mà làm không phải là bóng đèn led thì nó xài nó không có sáng, đúng không? Nói chung đèn nào nó cũng sáng hết trơn, nó không có sáng bằng đèn led, mình làm nó thẩm mỹ hơn. À, rất là thẩm mỹ. Anh Nguyễn thấy dễ thương. Anh nếu như mà anh nhìn không kỹ thì anh không có thể nào thấy được hết cái bóng đèn đó anh Nguyễn. À, không thể nào thấy được cái bóng đèn luôn. Ở còn bóng đèn bên đây trước bên đây là bóng đèn ngoài trước. À, đây đây anh Nguyễn, có bóng đèn ngoài trước nữa nè, mình không thấy luôn, phải không? À, đó. Những cái bóng đèn này là Đạt gọi là bao luôn nha, bao cái bóng đèn luôn đó anh. Đó, nói cho bà con rõ tiếp thì hầu cũng như là mới bàn giao cái nhà đó thì do cái bàn chỉ cái đó sơn đó thì nó chưa có rút, nó khô. À, chưa có nữa. Nếu mà khô lại thì cái màu nó có màu thì cô bác quý anh chị sẽ thấy nó là màu trắng rồi màu đậm, đúng không? Thì đây là do nước sơn nó chưa khô, khô lên hơn thì nó sẽ như vậy nè. Đây nóng như mặt trước. Đây, ở đây là cái phần đã khô nè. Còn phần ở dưới này là nó chưa khô nè. Đó, phần này là phần đã khô, nhìn nó rất là sáng, đúng không? Còn phần này chưa khô ở dưới, nhưng mà khô hết xong thì nó chỉ có một màu thôi. Đây, còn một cái bóng đèn nữa. Là bóng đèn là bóng đèn ở trang thờ cúng bên kia kìa. Đó. Thì thông tin với cô bác anh chị là thì cái làm cái phần mà cái cửa đó là một cái anh thợ sắt anh làm, thì anh thợ sắt anh làm cửa này anh tặng luôn cái trang thờ như thế này đó, để mình có thể để những cái tượng Phật, như tượng Phật ở ngoài trước nè, thì chừng nữa tượng Phật này mình sẽ thỉnh lên đây mình để mình thờ. Đây là Phật, trang thờ Phật. Còn ở dưới này á là để thờ ông bà hả. Đó, rất là đẹp, đúng không cô bác anh chị? Nhìn cái lao phong là nhìn sáng lắm, ai qua lại ai cũng khen hết. À, vô đây. Vô đây thì đây là cái cánh cửa cửa đi vô nhà bên trong, ngăn giữa phòng khách với lại phòng ngủ. Cái cánh cửa này thì sau này chị có điều kiện thì chị sẽ gắn những cái màn hay là để gì cho nó thoáng luôn cũng được. Cái này là nhiêu Đạt ơi? Đạt nào, cái cánh cửa này là nhiêu? Này là 1m2 không? Nó lọt lòng mấy của anh không? À cái này hả? Ừ. Này cũng mét mười mấy à? Một mét. Nó vô số đẹp không à? Vô số đẹp, lấy số độ đúng không? À. Rồi anh Nguyễn vô đây anh Nguyễn. Nói chung là anh Nguyễn là hiện nay anh nói thôi để cầm máy cho Bùi Hồ dẫn đi, nhưng mà cái anh Nguyễn là trực chiến với mấy ông thợ suốt luôn. Đây là cái phòng ngủ của bác quý anh chị, Đạt đi điện thì rất là đẹp đó. Cái bóng đèn trên này cô bác quý anh chị nhìn cũng đâu biết bóng đèn nó nằm giữa cái bông hoa luôn. Hả? À, thấy không? À, giữa cái bông hoa mình nhìn mình không biết, đúng không? Phải tin mắt mới được. Và anh Nguyễn quay như thế này nè, Đạt đi cái hệ thống điện, giấu điện rất là hay nha. Đó, đây là cái nẹp điện. Và điện, dây điện thì nó nằm ở trên kia hết, mình không có thấy được cái đường dây điện nha, chỉ thấy được cái đường dây đi lớn, cái lao phong ở trên thôi. Cái phòng này là mấy mét vuông? Phòng này ngang 2m6, dài 2m8. Nó được chừng 8 mét vuông vậy. 8 mét vuông là hai mẹ con ngủ êm rồi. Giờ cái phòng này nó có cái làm gió, lấy gió ngoài trước á. Cái làm gió kìa, lấy gió ngoài trước thì nó sẽ có cái hệ thống gió, nó sẽ rất là mát luôn. Và đây là cái cánh cửa. Cửa này là cửa Đài Loan hay nè? Cửa nhôm. Cửa nhôm. Cái cánh cửa này thì có cái ổ khóa luôn. Đó. Đó, hai mẹ con ngủ thì sẽ bấm lại. Đó. Còn nếu như mà hai mẹ con đi ra đây hoặc là đóng để đồ vô. Đó. Rất là nhẹ, cửa này thì rất là nhẹ luôn nha cô bác anh chị. À, cái lối đi ở ngoài sau này hướng gió thì rất là mát luôn. Ừ, kìa hai mẹ con nãy giờ ở trong này nè. Dạ. Con chào ông bà cô chú anh chị. Một ngày nói vui vẻ và trẻ
Ờ, quanh đây dễ thương quá, ông đồ quá trời dễ thương luôn. Thôi, ra đây chút xíu là trao đổi với hai mẹ con cái cảm xúc của hai mẹ con như thế nào nha. Ở đây có một cái tủ lạnh của chị hồi lần đúng không? Dạ. Còn đây là hệ thống điện ngoài sau nè cô bác anh chị. À, đạt rất là tinh ý. Ở trong phòng ngủ một cái túp lô điện này, phòng khách có một cái và ngoài sau có một cái. Đây là đèn ở đâu? À, đèn ở hành lang. Đèn ở trên này. À, thấy không cô bác anh chị? Đó, rất là đẹp. Rồi, ở đây là đèn của phòng nhà vệ sinh. Rồi, em bật đèn nhà vệ sinh lên đây bên đây nè. Đây, đó. Hai mẹ con chị thì chị Hiền thì cái chân đau nên cái bồn cầu á sẽ chọn cái hệ thống bồn cầu thấp để cho chị dễ việc ngồi. Đó, và có hệ thống đạt đi nước ở trong này luôn. Cái phần gạch ở dưới này là phần gạch cũ trước còn đúng không Đạt? Tận dụng lại. Ở trên này sơn vẫn đóng la phong, anh Nguyễn quay đi ở trong đó vẫn đóng la phong bình thường hết Nguyễn. Đó, để coi cô bác anh chị thấy có làm gió luôn. Đó, thấy chưa? Rồi, ở ngoài sau này vẫn có cái cánh cửa luôn nha cô. Đây, vẫn có cái cánh cửa luôn nè. Đó. Cánh cửa này rất là chắc chắn nha, chứ không phải là cánh cửa tạm bờ lùa qua lùa vô đâu. Đây, cánh cửa này rất là chắc chắn luôn. Xài nhôm. Nhẹ mà ngon mà bền nữa. Ở thành phố Long Xuyên anh Nguyễn cứ nói 75 triệu chắc không được cái nhà giống gì đâu Bùi Hồ. Dạng như nhà mà giống như mấy người mà có điều kiện. Rồi ở đây là hệ thống labo. Chị nói là Đạt thì tính làm cho hai mẹ con một cái kệ để mà để bếp ga, nhưng mà cái không gian nhà nó khá là hẹp nên mình nữ làm thêm cái kệ thì nó sẽ chặt cái ngôi nhà. Đây là hệ thống nước. Đó. À, labo đây là nước để này để rửa chén đâu ha chị ha. Dạ. Đó. Ở đây là có một cái, nếu như mà đóng cửa trong nhà nó sẽ bị bít bùng đó, nên có hai cái miếng lấy ánh sáng và hai cái miếng lấy gió từ đằng sau gió tới. À, còn đây là cái cánh cửa cũng giống như là cánh cửa đằng trước vậy đó. Lúc trước chị Hiền nói thôi không có xây mở cánh cửa đằng sau, tại vì sau này sợ người ta xây, nhưng mà nhà có cửa hậu thì nó sẽ rất là tốt hơn, tốt về mặt phong thủy á. À, rất là đẹp luôn. Bây giờ ra ngoài trước ha, ra ngoài trước nhà đi. À, cũng hơn 10 phút để mà Bùi Hồ có thể giới thiệu về cái căn nhà mới của hai mẹ con, cô bé Bán Khoai 8 tuổi và mẹ của mình cho cô bác quý anh chị. Thì cái căn nhà này là Đạt là lãnh xây là với tổng số tiền là 75 triệu đồng, bao gồm cả xây lên căn nhà, đóng la phong, đi điện, đi nước, hệ thống bóng đèn đồ hết luôn. Có nghĩa là mẹ con chỉ cần dọn vô ở là xong. Đó, thì Đạt có chia sẻ là nếu như mẹ cái căn nhà này đó ở dưới miền quê á thì sẽ xây nó không tới số tiền này, nhưng mà do ở thành phố vật tư nhiều rồi thợ thầy lại mắc nữa, nên thành nữ là Đạt là phải lãnh cao hơn một tí xíu so với ở nông thôn đó, để chia sẻ cho cô bác quý anh chị. Nhưng mà Đạt là làm 10 căn nhà là người ta, Đạt làm với Bùi Hồ căn nhà này là căn nhà thứ tư rồi, là mọi người đều khen hết. Chị Hiền cho em biết là cái lúc mà cắt cái căn nhà này là mọi người ở đây người ta có khen chê, người ta có nói ra nó vô gì không chị? Chị nói đi em cầm cho. Cô bác khen là 75 triệu vậy là chú Đạt làm rẻ rồi, là chú Đạt làm như có tâm với nhà nghèo quá. Có tâm với nhà nghèo hả? Ừ. Ngồi xuống đi, bé Oanh ngồi xuống luôn đi. Rồi, ngồi đi chị, đỡ đó. Là có tâm với nhà nghèo. Đúng rồi, rồi chú Đạt cắt tỉ mỉ nhiệt tình. Chị thấy có chắc chắn không? Chị ngôi nhà mình đó. Chị thấy đẹp chắc chắn rồi. Ừ. Vậy mà còn không chắc chắn gì nữa chú. Ý em hỏi là chị thấy Đạt rồi làm rồi rất có nệ công đồ này kia không, hay là làm rất là nhiệt tình? Không, làm nhiệt tình lắm, không có như người ta đâu. Hả? Ừ, tao làm tận tình lắm. Ừ. Nhưng mà tại vì chị bệnh đau cái nặng không nổi, như cái nhẹ chị cũng dặn phụ lặt vặt. Dạ. Chú đã chú thương rồi, cô chú Mạnh Thường Quân cũng thương, cũng giúp đỡ chị, rồi chú cũng tận tình, nhiệt tình luôn, làm bằng cái tâm luôn. Ừ. Rồi mình cũng cái nặng không nổi, cái nhẹ chị cũng phụ tiếp. Thậm mới chí có là, tình thương, mến thương. Thậm chí là mưa gió Đạt vẫn xây cho chị, cho hai mẹ con có. Nhanh vô ngủ. Đúng, đúng, tại vì bão nữa. Ừ. Rồi, bé Oanh, hôm nay thì có một cái căn nhà
như con đã từng mơ ước là không có hai mẹ con, không có ngủ giọng nữa nè, rồi không có tình trạng là đùa nước nữa nè, lại được căn nhà mới đẹp như tất cả các bạn, thì con nghĩ sao? Cậu nghĩ con nghĩ sao? Con nghĩ là vui trong lòng, với con cảm ơn ông bà cô chú Mạnh Hằng Quân đã giúp đỡ cho hai mẹ con con. Con cảm ơn chú Bùi Hồ, chú Phong Hội, chú Nguyễn Năng Giang, chú Đạt nữa. Lúc đầu thì con có nghĩ rằng là mình sẽ được một cái căn nhà như ngày hôm nay hay không? Dạ không. Không hả? Dạ. Rồi lúc mà lần đầu tiên mà con được thấy căn nhà nó đẹp như thế này, con đặt chân vô thì cái cảm giác của con như thế nào? Dạ con vui và con thấy là đã tới giờ ước mơ nhỏ nhỏ của con đã được thực hiện rồi. Lớn hay cái nhỏ gì con? Dạ đối với bạn bè con là nho nhỏ, đối với con là rất lớn. Đúng. Giỏi quá. Rồi thấy mấy chú làm nhiệt tình không? Dạ làm nhiệt tình là cần dư tánh nữa. Rồi con có căn nhà thì mọi người có qua là chúc mừng cho mẹ con hay là có nói nhà con đẹp như thế nào không? Dạ có, ông bà ngoài phố á, mẹ con dẫn vô ông bà hen nhà đẹp quá, làm nhanh nữa. Chị là lúc mà xây cái căn nhà này, chị nói là mấy anh thợ này lãnh có 75 triệu thì ở đây người ta có bất ngờ, người ta có hay là người ta có khen mắc, khen rẻ gì không chị? Nói chung là chú Đạt làm tận tâm, làm cho chị là nhiệt tình, làm vậy cô chú là hoan nghênh chú Đạt chứ không có nói vấn đề gì hết. Này có nghĩa khen á. Dạ. Nói chú Đạt các cái nhà của cô Viên ở dưới gầm cầu cũng đẹp rồi, của chị Loan. Dạ. Chị nghe cô chú nói sao thì chị nói gan vậy. Dạ. Thì tới hai mẹ con của bé Oanh đó, chị nói cũng gan như lời cô chú nói với con hôm qua sao, hôm nay con nói gan như vậy. Tại vì em với lại Đạt á, thì anh Nguyễn thì đây là chắc có lẽ là lần đầu tiên mà cùng tham gia cắt cái căn nhà như thế này. Nhưng mà thật sự á là cái em với Đạt thì muốn giúp đỡ, là muốn giúp đỡ một lần để cho cùng vươn lên. Cả đời người thì mới có được một cái căn nhà, và đôi khi thì rất người ta là chỉ muốn có một cái căn nhà thôi cũng được, nhưng mà anh em đã nói thống nhất nhau rồi là giúp thì giúp cho tới luôn, và xây được cái căn nhà thì phải cố gắng xây luôn cho nó trọn vẹn luôn để cho hai mẹ con ở. Để đâu nếu như mà cắt ton lên á thì 5-10 năm mà ton nó một mẹ con tiền đâu thai đó. Thì em chia sẻ với chị là anh Nguyễn là cũng đã mấy ngày nay thì thợ ở đây thì anh Nguyễn cũng từng gắn bó với mấy ông thợ, thì đi tới đi lui ăn uống và đồng ý mấy ông thợ chơi cho vui. Thì một lần nữa thì em với Đạt là người Đồng Tháp cảm ơn anh Nguyễn rất là nhiều ha, đã đồng hành cùng mấy anh em để cho chị Hiền với lại bé Oanh có một cái căn nhà. Thì chắc có lẽ là chị sẽ nói một lời nào đó, chị và bé Oanh sẽ nói một lời nào đó cảm ơn đến cô chú anh chị tất cả Mạnh Thường Quân, rồi sau đó mình sẽ thống kê lại số tiền còn lại bao nhiêu tiền, và mình sẽ mai mốt thì có thể mình sẽ quay trở lại khi mà hai mẹ con dọn đồ vô ở đó. Dạ. Con chân thành cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước thời gian qua đã giúp đỡ cho hai mẹ con của con, cho con tiền chữa bệnh, xây nhà đẹp cho con. Con chân thành cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước, được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Con cảm ơn ủy ban Bình Khánh đã hỗ trợ cho phép con xây nhà. Con cảm ơn công an, con cảm ơn khóm 6 đã hỗ trợ cho con xây nhà. Con chân thành cảm ơn ông bà cô chú rất nhiều. Được anh. Dạ con cảm ơn ông bà cô chú trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho hai mẹ con con. Con cảm ơn Mạnh Hằng Quân, con cảm ơn chú Bùi Hồ, chú Phong Bội, chú Nguyễn Năng Giang với lại chú Đạt đã giúp cho hai mẹ con. Con không có gì hết á. Con cảm ơn hai chú rất nhiều, lộn, bốn chú rất nhiều. Con muốn nói lời hứa nào đối với là cô chú mấy anh chị, tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân không ở thời gian sắp tới á? Dạ con sẽ hứa nhà mốt cô sẽ cố gắng học, không làm người, con sẽ làm người có ích cho xã hội. Có sau này có làm muốn làm giống như chú Nguyễn An Giang hay là chú Phong Bụi không? Dạ có. Vậy thì con phải cố gắng học thật giỏi lên nha. Một lần nữa thì Bùi Hồ
anh Nguyễn An Giang và em Phong Bụi. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng cao cả của cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho chị Hiền, mẹ bé Oanh và cô bé Bán Khoai 8 tuổi có được một cái mái ấm như đã mơ ước của rất là nhiều người. Mà theo anh, như anh Nguyễn chia sẻ, nói là các nhà giống như là nhà có điều kiện á, người ta cứ nghĩ không nghĩ rằng đây là một cái căn nhà được hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân. Tại vì thường thì hỗ trợ thì người ta sẽ cắt những cái căn nhà cho nó không có hoành tráng, gọi là hoành tráng giống như vậy. Thì anh Nguyễn, hôm trước thì cái tiền quỹ của mình là bao nhiêu anh ha? À, là 76.170.000 thì bàn giao lại căn nhà đó cho Đạt á là 75.000.000, còn lại là 1.170.000. Dạ. Đạt túi kia. Thưa cô bác quý anh chị, tổng cộng chi phí cô bác quý anh chị hỗ trợ Mạnh Thường Quân cho bé Oanh cắt nhà là 76.170.000 và đã bàn giao cho Đạt là 75.000.000 chẳng và đủ, còn lại là 1.170.000. Đây là số tiền gửi cho hai mẹ con để mua một số chi phí vật dụng trong nhà, rồi sau này hai mẹ con dọn vô đi, còn thiếu gì nữa thì Mạnh Thường Quân có coi được clip thì mình sẽ tính tiếp. Đây là số tiền của Mạnh Thường Quân gửi cho gia đình của mình, nên anh Nguyễn giữ coi như lại gửi cho hai mẹ con. Đặt qua đây luôn đi Đặt ơi. Dạ, con cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước thời gian qua thương gia đình của con, giúp đỡ cho gia đình của con, cho con tiền chữa bệnh, xây nhà đẹp cho con. Con chân thành cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước và ba nhóm chú Bùi Hồ, Phong Bụi và chú Nguyễn An Giang. Con chân thành cảm ơn rất nhiều, chứ con cảm ơn cộng đồng đã giúp đỡ cho con. Nhưng mà em muốn chị hứa với em gì nè? Cái này là chị tặng cho chú Đạt đi. Không, Đạt tính tặng lại chị luôn, tặng cho chị giữ lại đi. Em muốn chị tặng cái nhóm của chú Đạt là thời gian qua cũng tận tình giúp đỡ hai mẹ con chị nữa. Không, chị giữ đi. Đạt nó bạn em cũng điều kiện vợ chồng này cũng đỡ hơn chị nhiều. Vậy nè, em muốn chị hứa với em với lại Mạnh Thường Quân như nè, mai mốt ăn nhiều vô mạnh khỏe được không? Dạ được. Cảm ơn cô chú Mạnh Thường Quân thời gian qua cũng tận tâm giúp đỡ cho con, từ bữa con ra ngoài cho con gà tiền thuốc bác như yến cho con ăn bồi dưỡng. Là không khóc, nhà mới không khóc. Là có nghĩa là chân thành cảm ơn cô chú và anh chị mua đồ cho con ăn tẩm bổ để hồi phục. Có nghĩa là cô chú hàng xóm đây nè, cô bác anh chị xóm này đúng không chị? Dạ. Như mấy cô gước học sinh học thêm á, cho cô cho 400 với em gái cho 100 để chừng nữa bồi dưỡng cho mấy ông thợ nữa ăn tăng gia nhà. Là 500.000 cho 500.000 để cho thợ ăn tăng gia. Mừng đến chảy nước mắt chứ không phải là buồn hay mừng nha cô bác anh chị. Thì Đạt ơi, đây là cái căn nhà thứ tư đồng hành rồi đúng không? Đây là cái căn nhà thứ tư, thì trong đó ba căn nhà là được xây tường giống như vậy. Một căn nhà tiền chế, thì một cái căn nhà của chị Loan là cũng có hai mẹ con giống vậy nè, với lại một căn nhà là của ở dưới gầm cầu của cô Duyên. Đây là cái căn nhà này, là cái căn nhà thứ tư đó. Thì nếu như mà người ta có kêu Đạt xây nhà nhỏ nhỏ cấp 4 như thế này á, thì Đạt có chịu nhận không? Thì cũng theo bên anh Nguyễn với Bùi Hồ đó, có giúp đỡ hoàn cảnh đâu có các nhà thì cũng nhận làm. Mà nếu như mà người ta kêu cá nhân ở xa xa tí xíu, Đạt có nhận không? Tùy theo, nếu mà thấy mình thấy được đó, thì với lại lính kêu đi đó, thì làm. Thì sẵn tiện đây thì Đạt có thể đọc cái số điện thoại á, để mà cô bác quý anh chị nào mà muốn cắt một cái căn nhà cấp 4 nhỏ nhỏ, hoặc là muốn sửa sang lại nội thất ở trong nhà đó, thì Đạt có thể chia sẻ để cho cô chú anh chị biết, có thể gọi đến Đạt đó. Thì số điện thoại là 0387844079. Số điện thoại của Đạt là 0387844079 nha cô bác quý anh chị. Thì gần ở tỉnh này qua tỉnh kia thì Đạt cũng có thể, nếu như giá cả hợp lý thì Đạt có thể làm. Và Bùi Hồ với anh Nguyễn có thể đảm bảo một câu là Đạt làm rất là tận tâm cô bác quý anh chị, làm không nghệ công, mà không có vụ mà hồ non hồ già hay là như thế nào hết, làm bằng cái tâm người Đạt, nó giúp thì giúp cho tới luôn. Anh Nguyễn, cái cảm nhận của anh mà khi mà anh lần đầu tiên mà anh thấy Đạt xây như vậy, rồi anh thấy anh đồng hành Đạt, anh thấy như thế nào?
thấy Đạt rất là nhiệt tình, không ngại công, khi nắng mưa gió thì cũng chờ để tận đến đó là nhanh chóng để mình cắt lại căn nhà đó. Trong cái đội đó ai cũng vui vẻ, cũng hiền lành đó, làm khá là tốt. Thì bà con cô bác anh chị em đó thì ở lân cận ở Long Xuyên có thể cắt những căn nhà cấp 4 như thế này đó, sửa chữa có thể là liên hệ với Đạt, Đạt có thể tiếp nhận để mà xây cắt cho bà con cho cái giá hợp lý. Thì theo Nguyễn nhận định được căn nhà ở đây á 75 triệu không thể nào để mà tưởng tượng được cái căn nhà trọn vẹn giống như căn nhà có điều kiện. Thường thường ở Long Xuyên á lãnh cũng không có được trọn vẹn giống như Đạt làm. Thì thấy như Đạt làm á rất là hài lòng. Cũng mong muốn cho Đạt sắp tới được bà con yêu mến để kêu Đạt để mà xây cắt để có cái hành trình để xây trong cái đội để tốt hơn tí nữa. Thì bà con cũng vừa qua thì cũng Nguyễn cũng chia sẻ đó, thì những anh thợ ở quê ở Đồng Tháp cũng không ngại đường xa, thì cũng ở đây là Nguyễn những anh thợ mướn trọ để ở nắng mưa nè, nhiều khi chạy tới chạy lui tranh cho hết mưa mới chạy tới làm. Nói chung là cũng nhiều cái kỷ niệm cũng khá là vui và vui. Thật ra thì các cái căn nhà của chị Hiền với bé Oanh á thì nó cũng đầy đủ cái tình người, cái tình ấm cúng ở đó. Thứ nhất là cái việc mà ăn uống của anh Nguyễn với mấy anh thợ vào buổi chiều nè, chiều mua hộp cơm về nhà ngồi ở trong trọ ăn rồi ngủ mũi chung với nhau, buổi hồ cũng có một hai ngày cùng. Nói chung là nó rất là vui, và đặc biệt anh em rất là đoàn kết, cô bác của anh chị không ngại cái quãng đường xa xôi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn gọi là cơm đường cháo chợ, đi là nằm trưa thì nằm giống đó. Nhưng mà cái này là cũng là cái công việc của Đạt, thứ nhất là cũng là cái công việc, thứ hai là cũng cảm ơn các anh thợ đội của xây dựng thợ của Đạt cũng đã cố gắng sắp xếp cái công việc nhà, ai cũng có gia đình hết á, để mà tận tâm qua đây làm cho hai mẹ con có căn nhà. Thì thay mặt cho chị Hiền với lại bé Oanh cảm ơn Đạt, thay mặt cho Mạnh Thường Quân cảm ơn Đạt đã đồng hành cùng chung tay mỗi người một ít nhau để mà cho mẹ con có căn nhà tránh mưa tránh nắng. Và nói mà cái giấc ngủ nó quan trọng lắm, khi mà mình ăn ngon ngủ yên thì nó mới có sức khỏe được chứ ha chị Hiền. Bây giờ tối đêm nay mình ngủ mình cảm giác mình coi nó khác, có còn ngủ giỏng hay là đùa vào nước gì nữa không? Mấy chú vô thăm nói mẹ con á, bé Oanh có tu mượt ghép lắm mới được vậy, hỏi ngay mặt chú Đạt ơi. Dạ. Yeah. Nói mẹ con bé Oanh á, đại hàng có phước tu mượt ghép mới được như vậy đó. Vô vẻ khen vui quá trời vui luôn. Như thiệt, hỏi có ngay mặt chú Đạt kìa, có nói dốc đâu. Nói mẹ con của chị có tu lắm rồi đó mới được có phước như vậy đó. Nói con cảm ơn cộng đồng, cảm ơn ông bà cô chú trong nước và ngoài nước thường thời gian qua đó thương gia đình con, giúp đỡ cho con nhiều, trò tiền con chữa bệnh, xây nhà đẹp cho con. Con mừng, con xúc động, con cảm ơn ông bà cô chú rất nhiều. Thôi bây giờ bé Oanh đi học á thì có cô dạy bài hát nào chưa, hát tặng cho cô chú một bài được không? Con chưa có hò. Cái bài nào mà con quen nhất á, có được không? Chú Hồ chị nói là chú đẹp. Bữa nay hổng ngày ngủ ở ngoài mưa gió rồi dân nắng á, cái mặt bữa nay bị đen lại, bị sốt lại á, nữ lại mà cái mặt bữa nay ốm lại rồi. Mai mốt ở trong nhà mới ăn ngon ngủ yên rồi. Thôi clip thì cũng khá dài ha anh Nguyễn ha. Thì chị nói gì đi, thôi đi cô chú nè. Thôi cho đưa tụi em hết luôn chứ. Thì đưa hết luôn đó là chị có tấm lòng thôi à. Đó. Thôi bây giờ nhiêu ở đây 1 triệu mấy? 1 triệu 70 à. Thôi đưa em 2 triệu em mới nhận. Còn tiền không đưa em 2 triệu ấy. Hết rồi. Cái này 1 triệu 7 rồi. Thôi đưa 1 triệu 70 chưa được 1 triệu 2 nữa. Đúng rồi. Đưa 2 triệu đi tụi em mới nhận. Thôi tấm lòng có nhiều thì mấy chú nhi nhận nhiều. Không ấy đi kiếm ai đó đưa đỡ 1.5 triệu được nữa. Họ nó chơi vậy á, nó chơi chị cho vui vậy á. Thật ra thì đây là cái phần tiền mà Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chị. Thì chị cứ không chú Đạt đi. Không, Đạt em biết Đạt không bao giờ Đạt nhận. Chị cứ giữ đó để ăn uống có sức khỏe, mua một số đồ dùng trong nhà ha. Vậy đi, không có bàn về cái số tiền này nữa. Chị
giữ nó đây để mua đồ đồ đạc rồi mua đồ nhà lắm chứ thêm vật dụng đồ đủ thứ chứ á. Thôi một lần nữa clip không đẹp dài vô nhà thì cho con vô nhà phải cho con niềm vui, cho con nụ cười. Cô bác quý anh chị, một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị Mạnh Thường Quân của kênh anh Nguyễn An Giang. Xin chân thành cảm ơn anh Nguyễn An Giang, chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân của em Phong Bụi, và xin chân thành cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân của kênh Bùi Hồ, cũng như là cô chú với anh bị cô chú quý anh chị đã đồng hành cùng kênh của ba anh em. Và xin chúc cho cô bác quý anh chị cùng gia đình sức khỏe dồi dào, an lạc và gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở những clip tiếp theo. Xin chào, chào Đạt ơi. Chào các anh ơi.